Top 7 thói quen giúp bạn tạm biệt làn da lão hóa. Lão hóa da là hiện tượng da bị lão hóa do các yếu tố tự nhiên hoặc không tự nhiên mà có. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời kỳ tăng trưởng của các mô da nói chung kết thúc vào khoảng 25 tuổi. Có người gọi thời kỳ này là khoái mắt, giai đoạn đầu từ 40 đến 50 tuổi. Sự lão hóa da dần rõ rệt. Làm thế nào để cải thiện tình trạng lão hóa da? Nắm vững các kỹ năng chống lão hóa da và chống nhăn da có thể làm giảm bớt tình trạng lão hóa da theo sự thay đổi của thói quen sinh hoạt và môi trường tự nhiên. 1. Kiểm soát những gì mình ăn. Phần lớn những gì diễn ra bên ngoài cơ thể là kết quả của những gì bạn đưa vào cơ thể. Điều quan trọng là bạn phải ăn những thực phẩm nuôi dưỡng làn da theo năm tháng. Tránh bất cứ thứ gì có thể làm mất nước, như rượu và thực phẩm có nhiều đường và carbon hydrate trắng thực sự có thể khiến bạn già đi nhanh hơn bằng cách phá vỡ glucose. Thay vào đó, hãy chọn bổ sung nhiều protein hơn trong chế độ ăn uống của bạn, bao gồm các loại thực phẩm như cá, thịt nạc, đậu và các loại đậu để giúp xây dựng collagen mạnh mẽ. Chúng tôi cũng khuyến nghị các loại thực phẩm giàu vitamin C để giữ cho làn da trẻ trung. 2. Nâng cấp sản phẩm SPF của bạn. Thường xuyên sử dụng kem chống nắng có chỉ số chống nắng SPF từ 30 trở lên là một cách tuyệt vời để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và ngăn ngừa các đốm đồi mồi và sạm màu. Nhưng không phải tất cả các loại kem chống nắng đều giống nhau khi đảm bảo làn da mềm mại. 3. Tập thể dục để trì hoãn lão hóa. Tuân thủ thời lượng vận động hợp lý sẽ giúp các cơ tiếp tục co lại, mỡ trong cơ thể đốt cháy nhanh hơn, có lợi cho việc định hình khuôn mặt và cải thiện làn da trùng nhão. Biểu hiện lớn nhất của lão hóa thể chất là teo cơ, tập thể dục làm tăng mật độ cơ có thể chống lão hóa rất tốt. 4. Uống đủ nước. Nước chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ thể, giúp nuôi dưỡng các tế bào, các vùng cơ bắp, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và đào thải các độc tố một cách hiệu quả. Việc bổ sung đủ nước mỗi ngày không những giúp cơ thể luôn tràn đầy sức sống, làn da căng mịn mà còn duy trì được vẻ tươi trẻ và năng lượng trên gương mặt. Vì thế, nếu muốn được lão hóa ngược thì hãy thiết lập thời gian uống nước khoa học nhất nhé. Bởi ngoài việc uống đủ nước, bạn cần chia đều lượng nước để uống trong ngày, đảm bảo bất kỳ thời gian nào cơ thể cũng không bị khát. 5. Tập thể dục và ngủ đủ giấc. Bạn nên dành ra ít phút mỗi ngày để tập những bài thể dục nhẹ nhàng, giúp cho cơ thể bạn khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Từ đó, cải thiện vóc dáng và có tác dụng tích cực lên làn da. Vì khi vận động, cơ thể bạn liên tục trao đổi chất, tăng cường tuần hoàn máu giúp làn da trông căng mịn, trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, giấc ngủ cũng là một yếu tố quan trọng không kém trong việc giữ gìn nhan sắc cho phái đẹp. Bạn nên duy trì thói quen ngủ đủ giấc 8 tiếng trên ngày, bởi trong khoảng từ 10 giờ tối, 2 giờ sáng cơ thể sẽ melatonin mạnh mẽ giúp kích hoạt hormone chống lão hóa cho làn da. Ngoài ra, hãy hạn chế thức khuya và luôn giữ tinh thần vui vẻ. 6. Chăm sóc da cơ bản. Hãy chú ý đến việc cấp nước và dưỡng ẩm hàng ngày có thể làm cho làn da tươi trẻ hơn. Bắt đầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc da và chống nhăn, lựa chọn mỹ phẩm phù hợp theo loại da của bạn để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Việc cấp nước và dưỡng ẩm hàng ngày có thể làm cho làn da tươi trẻ hơn. Bắt đầu sử dụng các sản phẩm chăm sóc da và chống nhăn, và lựa chọn mỹ phẩm phù hợp theo loại da của bạn để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. 7. Hạn chế thể hiện các cảm xúc tiêu cực. Bạn có biết việc thường xuyên thể hiện các cảm xúc tiêu cực như nhíu mắt, cau mày là nguyên nhân xuất hiện nếp nhăn quanh mắt và trán? Chưa kể, những cảm xúc này khi được thể hiện quá nhiều còn khiến cơ mặt bị trùng xuống và rất dễ bị chảy xệ. Vì vậy, luôn vui vẻ và hạn chế những cảm xúc tiêu cực cũng là một cách để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa trên da cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt là khi gương mặt tươi vui thì chắc chắn bạn sẽ trông rạng rỡ và tươi trẻ hơn rất nhiều.